Công Phượng và Minh Di tốt hơn sau khi chia tay. Chàng và nàng trải qua thời gian khó khăn trước khi tập trung để phát triển sự nghiệp thời gian gần đây. Tháng 9, 2016, cặp đôi tưởng đẹp của làng thể thao showbiz là Công Phượng và Hòa Minh Di xác nhận chia tay sau hơn một năm hẹn hò bí mật. Sự chia lìa bước ngoặt cho cả hai trên con đường sự nghiệp. Sau thời tuổi trẻ sôi nổi, cả hai gần đây bắt đầu cho thấy có sự thay đổi càng chín chắn, chững chạc, còn nàng dịu dàng và đầm thắm hơn. Hòa Minh Di nổi lên từ Học viện Ngôi sao năm 2014, rồi quen Công Phượng gần như bị ấn định với hình ảnh nhí nhảnh trẻ con pha chút bốc đồng. Cô chưa thực sự định hình rõ ràng về con đường âm nhạc cũng như cách xuất hiện trước truyền thông. Nhưng sau khi chia tay Công Phượng, các fan nhận thấy ca sĩ có nhiều thay đổi. Hòa Minh Di xuất hiện hoặc khi đăng ảnh trên trang cá nhân, hướng đến hình ảnh cô gái duyên dáng, nữ tính, dịu dàng, chỉnh chu về ngoại hình. Những hình ảnh mới nhận được không ít phản hồi tích cực, đánh dấu cho sự trưởng thành trong suy nghĩ của nữ ca sĩ trẻ, đang từng bước muốn khẳng định tài năng bản thân trong giới showbiz nhiều bon chen. Nội lực trong giọng hát tăng, đầu tư bài vở có chiều sâu, thể hiện khả năng hóa thân tốt cũng là điểm sáng của Hòa Minh Di sau thời gian tình tan vỡ. Cô tỏa sáng ở chương trình Gương mặt thân quen 2016. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh không còn có những khoảnh khắc vô tình để lộ hình ảnh thông tin cá nhân như khi còn quen Công Phượng. Những lần lộ khóa môi, hình xăm tên người yêu, đoạn nói chuyện trước đây khiến dư luận có phần nhìn nhận Hòa Minh Di với ánh mắt khắt khe hơn. Tiền đạo Công Phượng cũng có nhiều thay đổi sau thời gian chia tay Hòa Minh Di, từ phong cách hot boy khi mới từ Nhật Bản trở về với kiểu tóc cắt cao hai bên, bấm lỗ tai, gần đây anh thể hiện sự đơn giản hơn, phong thái có phần điềm đạm và chững chạc. Những thay đổi đáng chú ý nhất của Công Phượng thời hậu yêu đương là cách thi đấu. Chân sút Nghệ An chơi bớt bản năng hơn để hướng về đồng đội, chơi đơn giản ít chạm, cách chơi đòi hỏi mỗi cầu thủ phải biết hy sinh cái tôi cho tập thể, phải thực sự trưởng thành trong suy nghĩ mới bộc lộ hành động trên sân cỏ. Tấm băng đội trưởng Công Phượng mang trong đội giao lưu mới đây cho thấy các huấn luyện viên và đồng đội ghi nhận sự trưởng thành của anh thời gian qua, đặc biệt là sau ồn ào tình cảm. Bố mẹ từng nhiều lần nhắc tiền đạo thuộc biên chế, phải tập trung sự nghiệp, chưa vội yêu đương lập gia đình, cũng muốn vì thấy sự trưởng thành của con cái. Những gì cầu thủ sinh năm 1995 đang thể hiện, phần nào có thể giúp ông Bảy bà Hoa ở làng quê nghèo vòng vọng yên tâm. Hậu chia tay, Ngọc Trinh ăn cả Hoàng Kiều về không. Dù đang yêu hay đã chia tay, Ngọc Trinh cũng nhận được rất nhiều từ cuộc tình này. Ngược lại, tỷ phú Hoàng Kiều mất tiền mà chỉ nhận lại gạch đá. Mới đây, nghệ sĩ hài Chí Chung bất ngờ lên tiếng chế giễu chiếc quần đã khiến tỷ phú Hoàng Kiều lọt top thảm họa thời trang của thế giới. Cụ thể, trên trang cá nhân, diễn viên hài chia sẻ hình ảnh tỷ phú 72 tuổi trong bộ trang phục lè loẹt, áo phông đỏ, vest trắng và đặc biệt là chiếc quần hoa sặc sỡ kèm với dòng trạng thái đề nghị ông trả em nó cái quần đi, chia tay rồi mà. Dù không chỉ mặc điểm tên, nhưng ai cũng biết được nhân vật em nó mà Chí Chung đang muốn nhắc đến, không ai khác chính là Ngọc Trinh. Có thể thấy rằng sau khi chia tay, nữ hoàng nội y được khán giả cũng như đồng nghiệp bên vực và ưu ái ra mặt. Ngược lại, nghệ sĩ hài Chí Chung là tỏ thái độ mỉa mai dành cho tỷ phú 60 tuổi mới dậy thì này. Việc nói rằng tỷ phú Hoàng Kiều mặc chiếc quần của Ngọc Trinh, phải chăng nghệ sĩ hài đang muốn ám chỉ rằng tỷ phú này tính cách quá kỳ lạ? Điều có lẽ xuất phát từ những hành động đầy bốc đồng sau khi chia tay với người đẹp của tỷ phú. Ông là người chủ động rũ bỏ chân dài Venus một cách phũ phàng. Nhưng thay vì giữ kín chuyện riêng tư thì tỷ phú này lại đem chuyện chia tay tình trẻ lên mạng xã hội rùm beng, làm chuyện mua vui cho thiên hạ. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Kiều tiếp tục đá xéo rằng mất đi Ngọc Trinh gió chá cũng chẳng sao vì có hàng vạn người khác vẫn yêu thương ông một cách thật lòng. Đỉnh điểm, ông còn làm thơ để chế giễu Ngọc Trinh cũng như mối tình đoạn mệnh này khiến cho khán giả không khỏi nhức nhối. Tất cả những hành động nông nổi như gã thanh niên tuổi đôi mươi của tỷ phú 72 tuổi này đã khiến ông hoàn toàn mất điểm trong mắt khán giả. Cứ sau mỗi lần chọc ngoáy tình cũ, ông lại nhận về cho mình không ít gạch đá chỉ trích của dư luận. Ngược lại, thay vì đôi co, phân trần hay oán trách tình cũ bạc bẽo như người đời đang làm thay cô, thì cô nàng vẫn giữ im lặng quan sát, sau đó lại đưa rút ra những triết lý cuộc sống vô cùng sâu cay. Sau khi cân bằng lại cuộc sống, nữ hoàng nội y lại tiếp tục rạng rỡ như trước đây, giống như tỷ phú Hoàng Kiều chưa hề đi ngang cuộc đời cô. Cô gần như tỏ ra thờ ơ với những màn đá xéo mà tình cũ dành cho mình. Chính hành động này vô cùng thông minh của Ngọc Trinh
đã khiến tỷ phú 72 tuổi bị nhận thêm vô vàn lời mắng nhiếc chê bai vì già đời mà suy nghĩ ngắn hạn, phát ngôn thiếu tinh tế, hành động thiếu văn minh hơn tình trẻ 27 tuổi của mình. Cũng vì thế mà cô nhận được sự đồng cảm, thương mến của khán giả sau cuộc tình đoản mệnh này. Có thể thấy, dù mất đi người tình đại gia, nhưng những thứ Ngọc Trinh nhận được sau cuộc tình tai tiếng này cũng không hề ít. Tên tuổi của cô bỗng dưng phủ sóng toàn các mặt báo, các mạng xã hội. Và với cách cư xử khôn khéo, cô lại lấy thêm cả sự thương cảm từ đồng nghiệp, khán giả và dư luận. Chưa kể những thứ cô nàng nhận được trong thời gian vẫn còn mặn nồng với tỷ phú 72 tuổi cũng rất giá trị. Chân dài được tình già giới thiệu với những đối tác kinh doanh của ông, toàn là những người ở giới thượng lưu có gia thế khủng, tên tuổi tầm cỡ. Điều này giúp cho Ngọc Trinh dễ dàng tạo dựng các mối quan hệ giúp ích cho con đường kinh doanh của cô về sau. Về mặt vật chất, tỷ phú già cũng không tiếc tay chi tiền khủng để cho người đẹp mua sắm hàng hiệu thả ga. Hơn nữa, phải kể đến những bộ trang sức bằng kim cương đắt tiền mà tỷ phú đặt riêng tặng cho Ngọc Trinh để lấy lòng người đẹp. Có thể thấy rằng, cho dù đang yêu hay đã chia tay, thì người đẹp Venus cũng nhận được rất nhiều điều giá trị từ vật chất lẫn tinh thần cho đến sự nghiệp. Ngược lại, tỷ phú Hoàng Kiều chi tiền khủng để lấy lòng người đẹp, chi tiền khủng để tổ chức sự kiện giới thiệu tình trẻ với bạn bè, đối tác, rồi lại chi tiền khủng để tạ tình những người đã ủng hộ chuyện tình đoản mệnh này. Nhưng cuối cùng, thứ ông nhận lại chỉ là những chỉ trích, lê án của dư luận. Phi Thanh Vân, hai lần đổi màu da vẫn không hết chuân chuyên số phận. Từ da đen sang da nâu, rồi từ da nâu sang da trắng, Phi Thanh Vân vẫn chuân chuyên đường tình. Con nhỏ xấu xí với làn da đen thui, Phi Thanh Vân xuất thân từ diễn viên kịch nói, có thời gian hoạt động người mẫu, sau đó người đẹp ghi dấu ấn trong hàng loạt bộ phim truyền hình như Cô Gái Xấu Xí, Kính Thưa Ô Xin, Thẩm Mỹ Viện. Tuy nhiên, ít ai biết, nữ diễn viên này đã phải trải qua một tuổi thơ khốn khó mà cô giờ đây không muốn nhớ đến. Năm 2 tuổi, gia đình Phi Thanh Vân từ Bắc chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Từ bé không may mắn có được vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương như những đứa trẻ khác. Vì thế khi gặp cô, thay vì được mọi người cưng nựng ôm hôn, Phi Thanh Vân luôn bị chê bai là con nhỏ xấu xí. Không chỉ vậy, do là người Bắc, có làn da đen thui, nên cô còn bị các bạn xúc phạm là con nhỏ Bắc Kỳ. Điều này khiến Phi Thanh Vân vô cùng đau khổ. Cô cảm thấy xót xa và tủi nhục, nhiều khi còn bật khóc giữa đường vì những lời châm chọc. Thậm chí anh trai cô vì bên em gái cũng bị bạn bè xa lánh, không cho chơi cùng. Những lúc như vậy, anh chỉ biết cõng Phi Thanh Vân về nhà bới mẹ và ba mẹ con ôm nhau khóc. Gặp quá nhiều những lời nói gây tổn thương, Phi Thanh Vân thường thu mình lại, không chơi với bất kỳ ai. Chỉ đến khi có một người bạn trong lớp cũng từ Bắc chuyển vào, Phi Thanh Vân mới thực sự có được một người bạn thuở ấu thơ. Cô bạn đó có vẻ ngoài xinh xắn nên rất thương Phi Thanh Vân hay bị bạn bè dè bỉu. Song tuy nhiên, khi lên cấp 2, do học khác trường nên Phi Thanh Vân và người bạn dần mất liên lạc. Làn da nâu làm nên thương hiệu. Lên lớp 10, lũ bạn gái cùng lớp của Phi Thanh Vân đều ở tuổi dậy thì nên ai cũng lớn bổng lên, xinh đẹp ra dáng thiếu nữ thấy rõ. Còn Vân chỉ cao lên chứ thân hình không có thay đổi gì. Cô vẫn gầy nhôm và ba vòng xẹp lép như một cây khô. Vì thế không ít lần Phi Thanh Vân bị bọn con trai cùng lớp thường xuyên xúm vào bày trò chơi xấu. Cô kể có lần các bạn nam còn bày trò phản cảm với mình. Nhiều bạn nam ác đến mức thấy tôi gầy còm, chưa phát triển ngực nên đưa thẳng tay ra bóp. Những lúc như vậy tôi như phát điên, chẳng suy nghĩ gì, chỉ biết lồng lên tự bảo vệ mình rồi lại nhận về bao nhiêu đau đớn, nghẹn ngào. Cũng chính bởi thường xuyên bị trêu chọc mà khi lớn cô đã quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ để lấy lại sự tự tin với mọi người. Lần đầu tiên, sau khi nghiên cứu mỗi sách vở, cô đi giải phẫu thẩm mỹ ngực, tổng chi phí 45 triệu đồng. Nửa năm sau, Phi Thanh Vân quyết định đi sửa răng, sửa mắt một mí thành hai mí. Từ đó cô dần đẹp hơn trong mắt mọi người, làn da đen thui ngày nào giờ cũng chuyển sang da nâu quyến rũ. Không còn phải chịu những lời chê bai của thiên hạ, con đường nghệ thuật của Phi Thanh Vân cũng bắt đầu rộng mở. Khác với những nghệ sĩ khác thường không tự tin, nhận mình giao kéo, Phi Thanh Vân không hề giấu giếm chuyện cô đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, cô còn miêu tả cụ thể những đau đớn phải chịu đựng khi đi làm đẹp. Người đẹp cũng không ngại ngần thú nhận, trên người cô gần 70% là đồ giả. Thời gian này, Phi Thanh Vân yêu và kết hôn với chồng Tây hơn cô 15 tuổi. Anh đã có một đời vợ và có con riêng. Tuy nhiên, Phi Thanh Vân vẫn chấp nhận điều đó. Cô từng coi con anh như con mình và không ít lần lên báo chia sẻ về tình cảm dành cho hai con riêng của chồng.
Như mọi người phụ nữ khác, Phi Thanh Vân cũng khao khát có một đứa con chung với chồng. Tuy nhiên, may mắn đó đã không đến. Do quá ham công tiếc việc, Phi Thanh Vân đã nhiều lần bị sảy thai. Mỗi lần như vậy, cô đau đớn như chết đi sống lại. Nhưng rồi người đẹp lại tự an ủi mình, cố gắng tìm niềm vui nơi khác để quên đi những nỗi đau đớn. Dù vậy, cuối cùng, do nhiều mâu thuẫn, khác biệt về văn hóa, cộng với việc thất bại về làm ăn và không có con chung để gắn kết, Phi Thanh Vân và chồng Tây đã chia tay nhau trong nuối tiếc. Cô nàng da trắng và chuyện tình phi công trẻ. Chia tay chồng Tây một thời gian, Phi Thanh Vân phẫu thuật thay đổi màu da. Cô gây bất ngờ bởi làn da trắng xứ đến mức nhiều người gọi cô là da trắng. Người đẹp dao kéo cũng không ngại tiết lộ cô đã chịu nhiều đau đớn như thế nào để đổi màu da nhằm hy vọng thay đổi số phận sau cuộc hôn nhân buồn cùng chồng Tây. Không lâu sau đó, Phi Thanh Vân công khai chuyện tình yêu của cô với phi công trẻ kém người đẹp 3 tuổi. Cô bật mí, anh chàng tên là Bảo Duy, dù ít tuổi hơn nhưng Bảo Duy rất yêu và hiểu Phi Thanh Vân. Cô thậm chí còn được Bảo Duy dẫn về ra mắt gia đình và đặc biệt cả nhà Bảo Duy đều là fan của nữ hoàng dao kéo. Tuy nhiên, ngay sau đó, dư luận đã khẳng định bạn trai của Phi Thanh Vân từng có gia đình và hai con chứ không phải là trai tân như Phi Thanh Vân tuyên bố trước đó. Thậm chí, anh còn bị nghi ngờ về giới tính. Đáp lại, Phi Thanh Vân cho biết cô không hề quan tâm đến chuyện quá khứ của bạn trai và anh cũng sắp có được quyết định ly hôn của tòa án. Hơn một năm sau khi kết hôn cùng Bảo Duy, Phi Thanh Vân hạnh phúc tột cùng khi chào đón con trai đầu lòng. Cô vẫn tiếp tục duy trì hình ảnh gia đình hạnh phúc bên Bảo Duy. Công việc của Phi Thanh Vân cũng khá tiến triển khiến nhiều người vẫn nghĩ rằng da trắng đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc sau bao sóng gió mà cô phải chịu đựng. Chỉ đến trước Tết Nguyên Đán 2017 vừa qua, khi Bảo Duy chính thức nói về việc ly hôn Phi Thanh Vân và sau đó là màn đáp trả của cô, thì mọi người mới biết hóa ra những gì trước đây nữ hoàng dao kéo nói về gia đình mình chỉ là giả tạo. Thực sự Phi Thanh Vân đã cố tình vẽ nên cuộc sống hạnh phúc dù bên trong cô phải chịu đựng nhiều đau đớn. Phi Thanh Vân tâm sự cô đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều khi giấu kín những mặt trái trong cuộc sống hôn nhân, không biết có nên nói ra sự thật hay không. Tuy nhiên, vì bố mẹ và cũng như không thể tiếp tục chịu đựng, cô đành nói ra những điều mà chồng cũ của cô đã làm khi cả hai sống chung. Nữ diễn viên tiết lộ một số tin nhắn giữa cô và chồng. Cô kể trong tin do chồng cô gửi đi vào đêm giao thừa, anh than phiền giờ về quê không có xe, không có tiền và rất nhớ con. Chồng trẻ xin cô cho gặp con, nhưng Phi Thanh Vân không đồng ý. Trong lúc bực tức, Bảo Duy đã đập phá căn hộ chung cư nơi vợ chồng cô và con trai sống tại thành phố Hồ Chí Minh và gửi hình ảnh này đến cho cô. Đêm 30 Tết, tôi ôm chặt đứa con đang sốt cao, hai mẹ con cùng khóc. Tôi khóc trong đau khổ vật vã, chỉ biết trách mình đã yêu mù quáng không nghe lời can ngăn của bố mẹ ngày xưa. Giờ hối hận đã quá muộn màng, bố mẹ đau xót nhìn con cái và cháu yêu chịu khổ mà bất lực, Phi Thanh Vân bộc bạch. Diễn viên cũng cho biết cô đã nhờ an ninh chung cư và công an tới giải quyết. Cô còn tố Bảo Duy đã bị đặt chuyện cô ngoại tình khiến gia đình đổ vỡ để đề nghị ly hôn. Trong tin nhắn gửi chồng, diễn viên cho biết cô đã không còn tình cảm với anh. Nếu tôi không nói, con trai lớn lên sẽ hận tôi, Phi Thanh Vân bày tỏ. Hiện tại, câu chuyện ồn ào giữa Phi Thanh Vân và Bảo Duy vẫn chưa hết. Cả hai vẫn tiếp tục tung ra nhiều tin nhắn và clip nhằm hạ bệ nhau. Khán giả chỉ biết thở dài và tiếc thương cho nữ hoàng dao kéo vì những sóng gió hôn nhân mà cô phải chịu đựng.